Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Erik ten Hag ra quy định nâng tầm đội bóng. Mason Greenwood chính thức được trở lại MU. Sociedad giải cứu Van der Beek. David Beckham xác nhận nhà Glazer bán Man United. Erik ten Hag ra quy định nâng tầm đội bóng. Erik ten Hag tỉ mỉ đưa ra quy định nghiêm ngặt trong chuyến du đấu Mỹ khiến dàn sao MU khóc thét, nhưng mặt khác thì cũng cho thấy người Hà Lan cực ngầu. Trong các cuộc trò chuyện với truyền thông, vị thuyền trưởng người Hà Lan luôn nhấn mạnh MU cần phải nâng tầm và phải làm như thế bởi cạnh tranh ở ngoài hàng Anh là rất khốc liệt. Để có thể đưa dàn sao MU vào quy củ, thực sự là chuyên nghiệp, Erik ten Hag cho thấy đúng là mười khó, tỉ mỉ đến từng chi tiết với nội quy đủ để khiến dàn sao quỷ đỏ phải choáng. Theo The Sun, trong chuyến du đấu tại Hoa Kỳ, Erik ten Hag thậm chí còn quan tâm đến việc các cầu thủ và nhân viên MU đi tất màu gì trong ngày kế tiếp. Và là trong buổi tối hôm trước, các thành viên trong đội của MU sẽ nhận email thông báo quy định về trang phục, thậm chí còn ghi rõ cụ thể là mang tất màu đen hay màu trắng. Erik ten Hag cũng cấm cả đội đi dép xỏ ngón trong phòng thay đồ. Đội cũng sẽ phải ăn sáng cùng nhau và không được phép sử dụng điện thoại trong thời gian này, cũng như là trong các cuộc họp nội bộ để nâng cao sự tập trung và gắn kết. Cựu thuyền trưởng của Ajax cho thấy là một con người của công việc, chỉ quan tâm vào bóng đá, vì vậy mà các cầu thủ MU cần rất thấy ông ở một khía cạnh khác và rất gầu. Chẳng thế mà ông chủ Avram Glazer ghé thăm đội trong buổi tập ở New Jersey, Erik ten Hag chỉ chào hỏi ngắn gọn, bắt tay xong và tiếp tục ngay công việc huấn luyện. Trước đó, The Mail cho biết, Erik ten Hag đã chủ động rút ngắn thời gian các cầu thủ tham gia vào các sự kiện thương mại ở Mỹ từ 3 ngày xuống còn 2 ngày để có thời gian nghỉ ngơi hơn. Hay nhà cầm quân 52 tuổi cũng được nhắc đến đã thực hiện tuần lễ địa ngục khi cầu thủ này quay trở lại Carrington, chuẩn bị cho mùa giải mới với các buổi tập khép kín. Nghiêm khắc là vậy, nhưng mặt khác thì ông cũng rất tâm lý với học trò. Vị thuyền trưởng hào phóng cho cả đội MU nghỉ xả hơi một ngày trên đất Mỹ trước cuộc đụng độ với Dortmund. Ông quan tâm đến việc ngăn ngừa chấn thương và cải thiện sức khỏe cho các cầu thủ. Chế độ ăn uống cho các cầu thủ MU cũng được ông xem trọng, tuyên hẳn đầu bếp mới kể từ khi ông đến Old Trafford. Greenwood chính thức được trở lại MU. Tiền đạo trẻ Mason Greenwood đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể được trở lại thi đấu cho MU ngay trong mùa giải năm nay. Vào hôm 31 tháng 1 năm 2022, Mason Greenwood bị cảnh sát Man United bắt giữ sau khi bạn gái Harriet Robson đăng tải các hình ảnh, video cáo buộc tiền đạo này bạo hành và cưỡng hiếp cô. Ngay lập tức, tiền đạo 21 tuổi này đã bị MU đình chỉ tập luyện và thi đấu. Anh cũng bị một loạt nhà tài trợ hủy hợp đồng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 2 vừa qua, cảnh sát MU xác nhận công tố viên đã hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Greenwood. Ngay sau giai đoạn điều tra, cuối cùng họ đã được tráng án. Như vậy thì Greenwood cần phải được tự do sau đúng một năm bị buộc tội và phải bảo lãnh tại ngoại ở địa phương. Hiện tại, Greenwood vẫn đang được MU thực hiện điều tra nội bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của cầu thủ trẻ này. Và cho đến hôm 28 tháng 7, truyền thông nước Anh đã đưa ra thông tin rằng MU đã được bật đèn xanh để đưa Mason Greenwood trở lại thi đấu. Cụ thể, nhà tài trợ chính cho Quỷ đỏ thành Manchester là Adidas được cho là ủng hộ việc Mason Greenwood trở lại thi đấu. Dự kiến một thông báo chính thức sẽ được công bố trước khi Premier League khởi tranh giữa tháng 8 tới đây. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã thực hiện một điều tra nội bộ từ năm 2023 khi quyết định tráng án được đưa ra từ phía công tố viên, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ thông báo nào. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho biết huấn luyện viên Erik ten Hag đang rất muốn sử dụng Greenwood, tuy nhiên chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải chờ quyết định cuối cùng từ ban lãnh đạo của MU. Trong khi giới thượng tầng của Quỷ đỏ thì phải xem xét ý kiến từ phía các nhà tài trợ, vì các động thái liên quan đến vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của câu lạc bộ và các nhà tài trợ. Sociedad giải cứu Van der Beek. Real Sociedad đang tiến hành đàm phán với Man United để mượn tiền vệ Donny van der Beek ở mùa giải 2023-2024 theo điều khoản mùa đứt vào mùa hè năm 2024. Báo chí Tây Ban Nha cho hay Sociedad đang rất nỗ lực để có chữ ký của Van der Beek. Cụ thể thì đội bóng xứ Basque muốn mượn tiền vệ người Hà Lan sau mùa giải 2023-2024 theo điều khoản mùa đứt hè 2024. Từ khi gia nhập Man đỏ hồi tháng 8 năm 2020 với giá 35 triệu bảng, Van der Beek mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công sau 60 trận trên mọi đấu trường. Những tưởng là ở mùa giải vừa qua thì Van der Beek sẽ tìm lại phong độ khi được tái ngộ với ông thầy Erik ten Hag. Thế nhưng cầu thủ 26 tuổi đã thường xuyên dính chấn thương và anh chỉ có 10 lần ra sân, chủ yếu từ ghế dự bị. Trước khi gia nhập MU, Van der Beek được đánh giá là một trong những tiền vệ box to box xuất sắc nhất châu Âu. Đáng tiếc là anh luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi tại Premier League. Vì vậy, Van der Beek sẵn sàng chia tay Man đỏ để ra đi tìm bến đỗ mới và nhằm thường xuyên có cơ hội ra sân. Về phần của mình, ông ten Hag cũng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của cậu học trò. Nếu như đầu quân cho Sociedad, khả năng Van der Beek thường xuyên đá chính là rất lớn, bởi lão tướng David Silva vừa tuyên bố giải nghệ. Ngoài Sociedad, Celtic cũng đánh tiếng muốn có Van der Beek. Tuy nhiên, nếu như rời sân Old Trafford, gần như chắc chắn là tuyển thủ Hà Lan sẽ chuyển sang La Liga để chơi bóng. David Beckham xác nhận nhà Glazer bán Man United. Chia sẻ với giới truyền thông, cựu danh thủ David Beckham khuyên nhà Glazer sớm bán Man United. Sau nửa năm đàm phán thì nhà Glazer vẫn chưa đồng ý với mức giá của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim đưa ra, và quá trình đổi chủ của MU đang lâm vào bế tắc.
Việc chuyển đổi càng chậm chạp và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình định hướng và phát triển cho màn đỏ. Mới đây thì cựu danh thủ David Beckham nhận định về vấn đề này. Với tư cách là một người ngoài cuộc và là một cựu cầu thủ, một cổ động viên, thực lòng tôi muốn vấn đề của MU cần phải giải quyết nhanh chóng, phải có quyết định cuối cùng cho việc thay đổi này. Bất kỳ chủ sở hữu điều hành câu lạc bộ, các cổ động viên thì luôn muốn họ phải đam mê xây dựng, phát triển và đưa ra những quyết định đúng đắn, mang về những cầu thủ phù hợp. Đội bóng cần được phát triển về cơ sở hạ tầng để có được tương lai ổn định. Khi nhìn sang Man xanh để thấy sự phát triển rất nhanh của họ, chúng ta đều nhận ra sự cần thiết và lý do của sự thay đổi. Tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp để nhà Glazer ra đi. Đó là điều mà các cổ động viên rất mong muốn khi mà một đội bóng lớn như MU mất đi sự ủng hộ, lòng tin rất khó để có thể lấy lại. Giờ là lúc cần có những chủ sở hữu mới quyết tâm hơn, tất cả chúng ta đều nhận ra điều đó, David Beckham nói. Trong lần được định giá gần nhất, MU có giá 3,75 tỷ. Đó là thời điểm chỉ vài tháng sau khi Todd Bradley cùng với các cộng sự mua lại Chelsea với giá 4,25 tỷ. Nếu lần này chính thức đổi chủ, giá của Man United chắc chắn sẽ cao hơn những gì đang được niêm yết cho Chelsea. Tờ Mirror tiết lộ, anh em nhà Glazer đang đối mặt cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán khi hành động giao bán MU đã khiến cho cổ phiếu câu lạc bộ tăng mạnh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các cổ động viên thiểu số của MU cũng bị khởi kiện hai doanh nhân người Mỹ nếu đội bóng bị bán cho Jim Ratcliffe. Nói cách khác, nhà Glazer chỉ còn cách bán MU cho Hoàng gia Qatar, dẫn đầu bởi thái tử Sheikh Jassim nếu như không muốn vướng vòng lao lý.